Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề có cái diện tích sử dụng trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ riêng biệt, đầy đủ giấy tờ pháp lý cũng như là hồ sơ xây dựng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em đang đứng tại trước một cái vị trí căn nhà mới của bên em. Vị trí là ở tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái ngõ trước nhà ở đây là 2,5m. Mọi người nhìn nhỉ? Đó. Và hiện tại em đang đứng rất gần về cái phía của cái căn nhà này rồi. Vị trí của căn nhà này cách cái đường ô tô đi lại là tầm 100m nha mọi người. Em đang đứng trước vị trí của căn nhà này. Vị trí của căn nhà này ở tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, có cái diện tích là 41m² và có cái diện tích trên sổ là 3m85 nhân với lại 11m, được thiết kế xây dựng 4 tầng. Hiện tại em đang đứng trước cửa chính của ngôi nhà đây mọi người ơi. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế hai lớp rất là chắc chắn. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là lớp cửa kính nhôm Việt Pháp, đảm bảo an toàn cho cái căn nhà này. Xin mời mọi người tiến vào phòng khách cùng em ạ. Đây, phòng khách của ngôi nhà là có một bộ bàn ghế gỗ sồi Nga, mọi người có thể nhìn thấy luôn, rất là đẹp. Tiếp theo mời mọi người vào vị trí của gian bếp của ngôi nhà. Gian bếp của ngôi nhà là được thiết kế đầy đủ bên tủ bếp cũng như là chậu rửa bát, vòi. Ở cái căn nhà này thì là có bếp ga cũng như là hun mùi, đồng thời là có cả tủ lạnh nữa. Tất cả những cái thiết bị đèn chiếu sáng ở trong ngôi nhà đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đó, mọi người có thể quan sát. Với cái diện tích 41m² rất là rộng. Đầy đủ những cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cái chất liệu làm nên cái tủ bếp này là gỗ sồi Nga nha mọi người. Rất là chắc chắn. Đầy đủ công năng. Đây ạ. Mọi người có thể quan sát một chút. Đó, đây là khu vực để bát đĩa. Rất là rộng. Tiếp theo mời mọi người lên trên tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây là có một bồn cầu, một vòi xịt cũng như là rất là rộng rãi. Bên trong nhà vệ sinh là được ốp gạch 30-60, trang trí màu rất là trang nhã, đẹp, sạch sẽ. Thiết bị vệ sinh là hàng nhập khẩu Vigracera. Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Với cái tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ. Được thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ mọi người ạ. Rất là rộng rãi, rất là đẹp. Cầu thang đi lên rất là rộng. Mặt bậc cũng như là cổ bậc cầu thang là được ốp đá granite hàng loại 1. Cũng như là tay vịn cầu thang là được làm bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi, rất là chắc chắn. Em đã lên tới tầng 2 của ngôi nhà rồi đây. Với cái tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Mọi người có thể quan sát luôn phòng vệ sinh của ngôi nhà đây ạ. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đầy đủ, được lắp đặt đầy đủ hệ thống sen vòi thiết bị cũng như là bồn cầu, lavabo và có lắp bình nóng lạnh thương hiệu Ferrari. Trong nhà vệ sinh cũng được ốp đá 30-60 granite
rất là đẹp, hai màu nâu, rất là trang nhã. Cửa nhà vệ sinh là được làm bằng cửa nhôm kính, nhôm Việt Pháp, rất là chắc chắn. Tiếp theo mời mọi người vào cái phòng ngủ của ngôi nhà này. Phòng ngủ của ngôi nhà này là có gồm một giường 1m8, 2m, rất là rộng rãi, và gồm một tủ quần áo. Đó. Đồng thời là có lắp sẵn một điều hòa rồi ạ. Một điều hòa cũng như là có một bộ rèm cửa ở đây. Thì hiện tại là bên em chưa lắp vào. Cái phòng ngủ này rất là rộng nha mọi người ơi. Và có ban công. Ban công hướng ra để lấy ánh sáng tự nhiên vào trong ngôi nhà, cũng như là cái không khí ở bên ngoài vào rất là mát, gió thổi vào rất là mát. Mọi người có thể quan sát giùm em. Ở đây cũng có hệ thống cửa và lan can. Cửa là cũng cửa này là được làm bằng cửa nhôm Việt Pháp, nhôm hệ, rất là chắc chắn nhá. Đây là phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà. Xin mời mọi người theo em vào phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai đây ạ. Rất là rộng phải không ạ? Phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà này đây, cũng có một tủ quần áo. Cũng có một tủ quần áo ạ. Bên em lắp đặt đầy đủ những cái trang thiết bị điện, cũng như là ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa rồi. Đó. Có áp riêng biệt của cái điều hòa này nên rất là an toàn. Có cửa sổ hướng ra của cái phòng này, phòng thứ hai này, rất là thoáng, rất là mát. Ánh sáng rất là tự nhiên đúng không ạ? Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 3 cùng em nhé. Với tầng 3 của cái căn nhà này thì là cũng được thiết kế gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ này cũng tương đương với phòng ngủ em vừa giới thiệu ở dưới tầng 2 cho mọi người. Cũng có cửa sổ rất là thoáng. Mát lắm luôn ấy. Và đây rất là rộng luôn. Đấy. Có thể kê, nếu như mà ướm chừng thì có thể kê được một chiếc giường, một chiếc tủ, một bàn trang điểm. Thoải mái để một hộ gia đình có thể ở được. Xin mời mọi người sang phòng tiếp theo, phòng thứ tư của căn nhà này. Đây, phòng thứ tư của căn nhà đây ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Cũng gồm có điều hòa. Có cửa ban công. Rất là thoáng, rất là mát. Ra đây ngắm gió rất là mát này. Tất cả những cái màu gạch ở dưới này bọn em là đều lắp đặt là ốp là gạch 60-60 hàng granite loại 1 primer nha mọi người ơi. Hàng tất cả đều có thương hiệu và chất lượng ở trên thị trường rồi. Tiếp theo em mời mọi người lên vị trí tầng 4 của căn nhà. À, tầng 3 em quên giới thiệu một chút, tầng 3 là cũng có đầy đủ một thiết bị vệ sinh như tầng 2. Đầy đủ cả thiết bị vệ sinh này, bồn cầu, lavabo, gương và một bình nóng lạnh. Đó. Xin mời mọi người lên tầng 4 cùng em nhé. Tầng 4 của căn nhà này được thiết kế là một ban công rất là rộng rãi, cũng như là thiết kế một phòng thờ. Mọi người ạ. Đây, mọi người có thể quan sát luôn. Đây là phòng thờ của căn nhà. Ở đây là có tủ thờ rồi nha mọi người. Rất là rộng. Xin mời mọi người hướng ra phía ban công cùng em. Phía ban công của căn nhà đây. Rất là rộng, rất là thoáng. Ở đây
phía đây, đây là để máy giặt mọi người ạ. Và đây là có ống chờ để giặt tay. Để giặt tay, khu vực giặt. Và đây là khu vực phơi quần áo. Trên này là cái vị trí ở cái ban công này là được sẵn ốp đá. Ốp đá chống trơn rồi, chống trơn trượt, sỏi rất là đẹp. Mọi người có thể ngắm nhìn xung quanh một chút nhá. Xung quanh của cái ngôi nhà này rất là nhiều nhà cao tầng. Đó, mọi người nhìn đi ạ. Rất là nhiều nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Rất là thoáng mát. À, cái hướng của ngôi nhà này là hướng đông bắc mọi người ơi. Và em xin nhắc lại toàn bộ cái ngôi nhà này là có vị trí ở tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và có cái diện tích là 41m² trên sổ đỏ. Có cái giá chào bán là 1 tỷ 550 triệu đồng. Vị trí của căn nhà này nha mọi người ơi, rất là gần những cái tiện ích xung quanh. Ví dụ như là cách chợ, cách đi chợ buổi sáng, buổi chiều chỉ 200m thôi. Cách trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa là 700m. Cách trường cấp 2 là 1km, 1,5km. Và vị trí của cái căn nhà này là cách bến xe Yên Nghĩa 4km. Cách ngã tư Lê Trọng Tấn là 4km. Nha mọi người, rất đầy đủ tiện ích xung quanh. Vị trí của căn nhà này cũng cách khu đô thị Đô Nghĩa là 2 cây thôi, 2km. Tất cả bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa lên 70% giá trị nhà. Mọi người cần thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký video để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản khác. Xin chào và hẹn gặp lại.